AC rất rõ đúng không? Và mỗi địa chỉ IP này thì có subnet mask là 24, như vậy là có 20, chỉ có 8 bit phần hot thôi. Đây. Thế thì nhá, trong IP đây, số tối đa trong mỗi máy là 254. Như thế thì là cái segment, cái mạng accounting và mạng marketing này thì không vấn đề gì cả, đúng nhỉ? Nó chỉ có 200 host thôi. Thế tuy nhiên ấy, cái mạng finance này thì nó có 400 host thì không có đủ. Đấy, khi không có đủ ấy, vì nó có 400 host nên là chúng ta áp dụng công thức như thế này. À, đây đúng không? Áp dụng công thức này. Trước khi đến làm như sau thì các em cần phải như này. Không đủ. Ta có. À, đây, hai mũ. Phải gì? Hai mũ hát trừ 2 phải lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu ạ? 400. Như vậy suy ra h bằng bao nhiêu? 9 đúng không? Hơn 9. Như vậy. Như vậy ta phải thêm một bit hot chứ nhỉ? Nhưng do bốn địa chỉ trên chỉ có bao nhiêu ạ? 8 bit phần hot, không thể mượn. Không thể chia như cách thông thường. À, gì? Để có 9 bit. À, ta có thể gì ạ? Có thể ghép 2 IP. Này gì ạ? Mạnh lớn hơn. Ta làm như sau. Đây, bước 1 này. Các em liệt kê cái địa chỉ IP address cho nó dưới dạng nhị phân này nhá, cả bốn địa chỉ này. À, 9 10 11 12 này các em sẽ thấy rằng gì? Ở đây chúng ta có hai địa chỉ IP là có bao nhiêu ạ? À, đây này. Nó có 23 bit đầu tiên là giống nhau. Đúng chưa? Để ý hai thằng này. Chỉ có hai thằng này thôi, còn hai thằng kia thì lại lại khác nhau. Đây, hai thằng này có 23 bit đầu tiên giống nhau. Khi mà nó có 23 bit đầu tiên giống nhau ấy thì các em tưởng tượng rằng là gì? Hai thằng này trước kia ấy, nó là một địa chỉ IP và bởi vì nó bị chia ra thế nên là nó tách thành hai địa chỉ IP như thế này. Và nó có gì? Đây chúng ta có hai trạng thái 0 và 1 đây, và 23 bit đầu tiên là giống nhau, và chúng ta hoàn toàn có thể ghép hai thằng này thành một mạng lớn hơn được. Chúng ta chia ra thì chúng ta ghép bình thường đúng nhỉ, miễn là chúng ta chưa sử dụng thì chúng ta vẫn ghép bình thường, nó không có gì là cố định cả. Đây là địa chỉ IP lớp C và nó địa chỉ IP private nên chúng ta cũng chả ảnh hưởng đến cái việc chúng ta ghép hay chúng ta chia ra hết. Thế thì đầu tiên đấy, bước 2 nhận diện network prefix này thì chúng ta thấy là có 23 bit đầu tiên từ trái qua phải của network IP address 23 này, nó giống nhau này. Nếu chúng ta ghép cái subnet mask từ 24 xuống 23, cho 23 ta sẽ có một subnet để cung cấp được 508 host. Được chưa? Thực ra là có 9 bit thì chúng ta có bao nhiêu? 512 trừ 2 510 cơ, 510 host đúng không nhỉ? Đấy. Và sau đó thì cái IP của mỗi segment nó trở thành này, accounting gồm 200 host là địa chỉ IP như thế này, chính là cái địa chỉ IP số 1. Được chưa? Cái mạng finance của 100 host thì chúng ta sử dụng địa chỉ IP thứ hai, là chúng ta ghép hai thằng này vào với nhau, ghép bằng hai vào nhau và chúng ta giảm đi cái số bit phần subnet mask thì xuống 1 thì còn 23. Như vậy chúng ta sẽ có gì? 9 bit phần hot. Được chưa? Và h bằng 9. H bằng 9 là thoải mái rồi. Rồi phòng marketing thì chúng ta lấy địa chỉ IP số 4 này gì gắn cho phòng marketing. Như vậy là gì ạ? Hai cái IP address 10 và 10, 10 và 11 trở thành một hot ID bình thường. Và chúng ta lại chia như bài 1 và bài 2. Thế chỗ này các em hiểu chưa? Vậy thôi. Đấy, cách giải bài này nó chỉ có cái đoạn này thôi này. Các em chỉ cần thêm đúng một đoạn này nữa. Sau đấy thì là cái bài toán chia mạng thì nó lại giống giống bài 1, bài 2.
M1 cộng 2. Hết. Hôm nay em có câu hỏi gì không? Hay câu hỏi thầy, gì rồi duy rất là chỗ này các em hiểu chưa? Chỗ này có em có câu hỏi gì không? Không ạ. Không ạ. Quan trọng là có hiểu không ấy chứ. Đã hiểu thầy ạ. Hiểu rồi hả? Thầy nếu được thì thầy cho em một số cái dạng bài tập trong bài kiểm tra ấy thầy. Như thế này ạ. Không, ý là một số dạng bài tập mà thầy sẽ cho vào bài kiểm tra vào thứ năm tuần tới ạ. À, dạng bài tập á? Dạ vâng. Dạng bài tập thì như bài 1, bài 2 thôi, bài 3. Đấy thôi. Có bao nhiêu bài trong bài kiểm tra hả thầy? Bài kiểm tra á? Bài kiểm tra thì bao nhiêu câu ấy ạ? Bao nhiêu câu ấy ạ? Thầy chưa soạn. Thế này nhá. Làm bao nhiêu phút thầy? Cái bài kiểm tra sắp tới ấy, đầu tiên là bây giờ thầy sẽ áp dụng cái chủ đề lên cho các em và gắn cho các nhóm. Được chưa nhỉ? Sau đó các em làm từ giờ đến thứ năm. Thầy xin lỗi là thứ sáu thì thầy lại có cuộc họp lúc ba giờ, thì là nếu chúng ta thảo luận thì chúng ta sẽ phải dừng lại, mà thầy chưa biết là có lên lớp mình được không, thì sáng thứ sáu có được không? Sáng thứ sáu họp nhá. À, sáng thứ sáu quên, chiều thứ sáu thầy họp, thì sáng thứ sáu mình trình bày nhá. Sáng thứ sáu học cái gì nhỉ? Ok, sáng thứ sáu này là các em đây bài tập như thế này nhá. À, thảo luận này, thảo luận nhá, các nhóm này, nhóm nhận chủ đề, làm báo cáo theo nhóm, báo cáo không cần dài. Cần nó có thể từ 3 đến 10 trang tùy các em nhé. Nó không như thầy không yêu cầu nhất thiết là phải dài mấy chục trang đâu. Tùy các em làm, miễn là đủ kiến thức. Nhóm chuẩn bị slide ngắn gọn để trình bày. Mỗi thành viên này nhóm có 5 phút trình bày. Ra điểm. À, điểm ra. Số 1. Không hiểu. Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Sáng thứ 6. Đây là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 thầy ạ. Sáng thứ 6 là mùng 10. Đúng. Mùng 10. Còn chưa? Chưa thầy ạ. Rồi. Thế bây giờ được nghỉ rồi hả thầy? Các em nhớ nội dung này nhá. Bây giờ thầy sẽ upload lên sau khi out nhóm thì các em có thể lên Facebook để cập nhật cái danh sách nhóm và chủ đề của mình. Thầy đưa thầy nhóm bao thành viên là tất cả thành viên phải trình bày hết ạ? Tất cả thành viên phải trình bày hết chứ. À. Mỗi người đâu thầy? Không được. Mỗi thành viên trong nhóm có 5 phút để trình bày cái phần mà mình đã làm. 5 phút liền. Không có chuyện là một người trình bày cho cả nhóm đâu. Không, ý em là một nhóm một người thôi ạ. Nhóm một người thì cũng được, là sao hả? Ok. Có làm được hay không? Ok chưa? Bây giờ thời điểm danh, thanh nghỉ nhá. À, ok ạ.
thầy bảo cái điểm bài tập chúng em làm bài tập trên mạng, nếu mà điểm cao thì thầy cho vào bài kiểm tra luôn đấy. Ừ. Bài tập nhá. Trên mạng. Điểm bài tập thì thôi điểm thì nhỉ. Số 2. Nếu không phỏng vấn. Phỏng vấn riêng. Kiểm tra. Số 2. Người nào thiếu thì thầy sẽ phỏng vấn thêm. Đồng ý không? Cố gắng là làm gọn trong ngày sáng thứ 6 này này. Em nhé, cố gắng trong tháng 6 nhé. Rồi, bây giờ thời điểm danh nữa. Mỏi rồi đấy. Bạn thầy mở cả khung chat ra này, bạn nào không nói được thì các em chat vào đây nhá. Vâng. Ok, hôm nay là ngày 6 tháng 4. Bạn Lương Văn Ba. Có ạ. Lương Xuân Chiến. Xuân Chiến. Xuân Chiến vắng à? Vắng nha. Bạn Đỗ Đức Chính. Có ạ. Các em mở hết mic ra đi, không thì không nghe đâu. Vâng. Phạm Văn Cường. Có. Nguyễn Đức Duy. Vắng đúng không? Ờ, em... Đức Duy. Có ạ. Có, bạn đang nói thế. Ngô Công Đắc. Có. Công Đoàn. Có. Văn Đô. Thầy Văn Đô, hôm trước bạn nhắn thầy về thầy, bạn ấy bảo bạn thầy mà mạng bạn ấy trên đấy bạn không dùng được. Các buổi khác bạn ấy vẫn dùng bình thường. Bạn chỉ xem được lại video quay được. Ừ. Ngô Văn Hoàng. Có. Nguyễn Hải Hà. Có. Đăng Đức Hoàng. Có.